với dòng máy sấy một lớp, thiết bị máy sấy cao cấp trang bị tới 2 lớp inox dày dặn, tăng cao khả năng sấy và giữ nhiệt tốt nhất. Hệ thống sấy hiện đại cùng công nghệ sấy đối lưu tuần hoàn giúp sấy khô thực phẩm nhanh, đều, giữ được hương vị tự nhiên. Xin chào mọi người, trong những thời điểm cận Tết như thế này thì những thiết bị máy sấy hoa quả, máy sấy thực phẩm đang cực kỳ được quan tâm, đặc biệt là những thiết bị máy sấy có hiệu quả sấy tốt, độ bền cao và giá cả hợp lý. Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ chia sẻ cho các bạn một thiết bị máy sấy hoa quả đáp ứng cho các cơ sở kinh doanh sản xuất hoa quả thực phẩm sấy khô có quy mô lớn. Thiết bị máy sấy hoa quả 2 lớp, loại 80 khay SS80H. Như các bạn có thể thấy thì thiết bị này có thể đáp ứng được quy mô sản xuất lớn cho cơ sở kinh doanh của bạn với kích thước chiều dài là 94cm, chiều rộng 57 và chiều cao là 162,6cm. Và thiết bị này thì chúng ta di chuyển cũng rất là dễ dàng thôi, bởi vì phía bên dưới này có trang bị thêm 4 bánh xe trợ lực và có chốt khóa an toàn để chúng ta có thể cố định tại các vị trí. Thiết bị này thì các bạn có thể sử dụng để sấy đa năng các loại thực phẩm từ nông sản, dược phẩm, thịt, hải sản và sấy khô cơm cháy. Máy sấy thực phẩm hoa quả cao cấp nâng cao hiệu quả hoạt động của máy nhờ động cơ quạt gió tản nhiệt vô cùng mạnh mẽ. Hệ thống sấy và quạt gió tản nhiệt đối lưu thổi khí nóng tuần hoàn khắp khoang sấy, giúp thực phẩm được tiếp xúc với nhiệt độ đồng đều. Nước sẽ tách dần khỏi nguyên liệu và bị đẩy ra ngoài thông qua các khe tản nhiệt dọc hai bên cánh cửa. Sản phẩm được sấy khô nhanh, đồng đều và giữ được hương vị tự nhiên nhất, đồng thời bảo vệ các chất dinh dưỡng, vitamin sẵn có trong thực phẩm khi sấy. Chất liệu chính của thiết bị được làm từ inox 201, khá là cứng, chắc và bền bỉ. Nếu mà vệ sinh sử dụng đúng cách thì thiết bị này các bạn có thể sử dụng từ 10 cho tới 20 năm tuổi thọ để có thể tăng cao lợi ích khấu hao cho cơ sở kinh doanh của chúng ta, phải không nào? Và ngoài ưu điểm về công nghệ thì chất liệu chính là yếu tố quyết định nên hiệu quả sấy vượt trội của sản phẩm so với các sản phẩm khác ở trên thị trường. Nhìn gần hơn một chút để chúng ta có thể dễ dàng hình dung hơn. Ở đây thì các bạn có thể thấy là khác hẳn với các dòng máy sấy hoa quả một lớp ở trên thị trường, thì thiết bị này được cấu tạo tới 2 lớp inox cực kỳ dày dặn, một lớp inox bên trong và một lớp inox bên ngoài bao quanh toàn bộ 4 khoang sấy của thiết bị này. Do đó mà khả năng giữ nhiệt bên trong khoang được tối ưu nhất và tăng cao năng suất sấy của thiết bị so với các thiết bị khác ở trên thị trường gấp nhiều lần. Ở đây thì các bạn thấy với mỗi một cái khoang sấy này thì được trang bị thanh nhiệt khô. Và thanh nhiệt khô thì được trải dài toàn bộ khắp khoang sấy từ bên trên xuống bên dưới. Và thanh nhiệt khô thì có ưu điểm là lên nhiệt cực kỳ nhanh và tổng mức công suất mà thiết bị tiêu thụ mỗi giờ là 6kW, do đó mà tăng cao cái khả năng sấy cho các bạn và lên nhiệt rất là mạnh mẽ. Ở đây thì các bạn thấy máy được trang bị tới 4 khoang sấy với tổng số khay là 80 khay. Đi kèm ở đây thì các bạn thấy mỗi cái khay sấy này đó, nó có kích thước khá là rộng lớn với chiều dài là 40cm và chiều rộng là 38cm, cùng với các cái nan cực kỳ chắc chắn phía bên trên ở trên khay sấy này và thiết kế dạng lưới để chúng ta có thể sấy nhanh và sấy nhiều thực phẩm cùng một lúc, lăn mỏng và bày dàn đều trên khay, không chồng chéo các lát lên nhau để hiệu quả sấy của chúng ta được tối ưu nhất. Khay sấy này thì các bạn thấy khá là sáng và khá là bắt mắt và cực kỳ chắc, bởi được làm từ chất liệu inox 304. Đây là loại inox cao cấp nhất và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hoen dỉ tốt và có độ bền cao. Mỗi một khoang sấy này thì sẽ đi kèm một khay sấy liền ở phía bên dưới để có thể đựng nước cũng như là cặn bẩn tối ưu cho chúng ta trong quá trình sấy thực phẩm. Và trong cái quá trình sấy thì các bạn cũng yên tâm, trong khoang sấy của chúng ta không bị thất thoát nhiệt ra bên ngoài. Ngoài cái yếu tố về cấu tạo chất liệu dày dặn thì ở đây các bạn thấy cửa tủ cũng được đóng rất là chắc. Đó, bởi vì ở hai bên dọc cánh cửa này, mỗi khoang thì các bạn thấy được trang bị hai cái mút nam châm. Đó. Bên mỗi một bên được trang bị hai mút nam châm, khá là cứng và chắc để đóng cánh cửa, giữ kín nhiệt cho chúng ta.
trong suốt quá trình sấy thì các bạn thấy được kiểm soát chất lượng rất là dễ dàng. Bởi vì ở đây thì được trang bị mỗi một cánh cửa là một ô kính cường lực trải dài xuyên suốt cánh cửa. Kính thì có hai loại là kính thường và kính cường lực. Thì thiết bị này trang bị kính cường lực để đảm bảo cho chúng ta về độ cứng, độ chắc, độ bền. Trong quá trình chúng ta di chuyển thì sẽ không lo sợ bị dễ nứt vỡ. Cùng với đó thì một ưu điểm lớn thứ hai mà các bạn có thể thấy ngay được của thiết bị này đó chính là bảng điều khiển. Ở đây thì các bạn thấy bảng điều khiển điện tử này thì được trang bị với mỗi một khoang sấy là một cái dãy điều khiển để cho chúng ta có thể sử dụng linh động một hoặc là cả bốn khoang sấy, tiết kiệm mà điện năng cũng như là tăng năng suất cho chúng ta. Ở đây thì bảng điều khiển sẽ bao gồm nút nguồn, cài đặt nhiệt độ, cài đặt thời gian và tăng giảm thông qua cái nút bên cạnh này, và nó sẽ hiển thị một cái màn hình ở đây cho chúng ta. Với cái giải nhiệt độ rộng từ 30 cho tới 90 độ C và thời gian từ 30 phút cho tới 24 giờ thì chúng ta có thể sử dụng thiết bị này rất là hiệu quả để sấy đa năng nhiều loại thực phẩm một cách tối ưu nhất. Một ưu điểm nữa của thiết bị này đó chính là trang bị thêm đèn để chúng ta dễ dàng quan sát và kiểm soát chất lượng của thực phẩm phía bên trong. Chi tiết về cách sử dụng cũng như là hiệu quả như thế nào thì các bạn hãy cùng xem ngay bây giờ nhé. Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu, lăn mỏng trái cây, thực phẩm cần sấy, xếp nguyên liệu dàn đều trên các khay. Bước 2, cài đặt nhiệt độ và thời gian sấy phù hợp với nguyên liệu. Bước 3, trong quá trình sấy mà bảng điều khiển sẽ hiện xen kẽ thời gian và nhiệt độ mà bạn đã cài đặt. Bật đèn chiếu sáng khi cần kiểm tra chất lượng thành phẩm. Bước 4, lấy thành phẩm. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi chi tiết về hiệu quả của thiết bị máy sấy hoa quả 2 lớp loại 80 khay SS80H. Và nếu như thiết bị này phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn thì đừng quên khi đặt một sản phẩm tại Điện Máy New Sun, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng Điện Máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, New Sun tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001-2015. Ngoài model này ra thì New Sun còn cung cấp rất là nhiều model có kích thước nhỏ hơn để có thể đáp ứng đa dạng quy mô sản xuất cho các bạn từ 6 khay cho tới 80 khay. Để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm và muốn nhận báo giá thêm thì các bạn có thể để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của Điện Máy New Sun 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmaynewsun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể update những video mới nhất tại kênh Điện Máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.